chào các bạn. Kênh Cô Thơm Long Xuyên Vlog xin mến chào các bạn. Mình rất cảm ơn các bạn đã vào xem kênh của mình nhé. Các bạn ơi, ngày mai các gia đình các bạn ăn cơm với món gì đây? Hôm nay series cơm gia đình của mình xin được phép chia sẻ với các bạn một bữa cơm gia đình gồm có những cái món sau đây. Thứ nhất là thịt ba rọi muối chiên. Ở đây mình muối bằng muối tiêu ấy, ngon lắm luôn, da rất là giòn và xốp nữa, và ăn cùng với canh cải nấu tép riêu rất là thanh đạm, và đi kèm đó là món đồ xào là cải chua, mình sẽ xào với trứng. Đây là những món ăn hàng ngày thực tế của mình đang dùng. Mình chia sẻ với các bạn cách mình nấu đơn giản và nhanh nhất có thể nha các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi chợ mua nguyên liệu ha. Đầu tiên mình sẽ mua thịt ba rọi. Đây, mình sẽ lựa một miếng ba rọi liền. Và có em này đang sắc ba rọi cho mình. Có vẻ miếng này hơi to rồi đấy, nhưng mà không sao đâu, mình sẽ ăn hai lần. Rồi thì bây giờ mình về nhà và mình bắt đầu mình sẽ nấu nhé. Ở đây là miếng ba rọi, mình sẽ sắc làm hai theo chiều ngang nha. Rồi, để một chút mình sẽ xẻ nhỏ cho nó dễ hơn. Ở đây mình sẽ dùng khăn, mình lau thật khô cái miếng ba rọi. À mà qua nữa, trước đó là mình phải rửa ba rọi với muối nha các bạn. Đây, lau thật là khô, không còn miếng nước nào trên ba rọi hết. Đấy. Trước khi mình muối thịt để chiên thì mình sẽ có một cái công đoạn này nè các bạn. Mình sẽ cho vào chảo một ít muối với nước nha. Rồi đây là giấm. Mình sẽ dùng 2 muỗng giấm nha. Rồi tiếp theo mình cần có gừng. Này, gừng này mình đập cho dập ra rồi mình cũng bỏ vào cái chảo nước này. Này, thêm một ít củ hành luôn, củ hành tím ấy, cho nó thơm nha. Rồi tiếp theo mình sẽ cho cái phần thịt ba rọi này vào luộc. Nhưng mà đặc biệt mình chỉ luộc cái phần da thôi, bởi vì khi để nước thì mình chỉ để nước xăm xắp thôi, không có để nhiều nước nha. Mấy bạn thấy không, nước nó chỉ luộc được phần da thôi, không có chín phần thịt ở trên. Sau khi luộc thịt ba rọi khoảng 5 phút thì mình thấy cái phần da nó cũng đã mềm rồi. Bây giờ mình vớt ra, lại một cái công đoạn là dùng khăn lau khô hai cái cục thịt này cho thật khô. Rồi mình sẽ dùng nĩa để mình ghim, mình sẽ xăm cho nó lủng lỗ. Để làm gì? Để cho chút nữa mình ướp cho nó nhanh thấm. Mấy bạn thấy không, da lúc này rất là mềm, ngon lắm luôn đấy. Sau khi ghim đều cái bề mặt da thì mình sẽ tiến hành đi muối thịt nha các bạn. Và đây nguyên liệu của mình gồm có thịt ba rọi heo ha. Ở đây mình chưa có cắt ra, mình vẫn để nguyên miếng bự nha. Rồi ở đây tiếp tục, đây là bột chiên giòn. Và dĩa này đó là muối tiêu và một ít bột ngọt. Bột chiên giòn này mình đổ ra chỗ này đấy. Mình sử dụng thêm một ít bột năng. Bột năng để làm gì chút sẽ biết nhé. Và một ít chanh. Và đây là tất cả những cái nguyên liệu và gia vị để làm mình làm cái món thịt muối chiên này. Và bây giờ mình sẽ trộn cái muối tiêu với bột ngọt lại. Mấy bạn nhớ là cái muối tiêu này là mấy bạn cho ít muối thôi nha. Tại vì trong bột nêm á, bột chiên giòn nó có vị mặn rồi nha. Đây, mình sẽ rắc cái muối tiêu này lên bề mặt da của hai miếng thịt này. Đấy, chà đều nha. Này,
Sát điều chủ chỉ là chà vào phần da thôi, không có chà ở phần thịt ở bên dưới nhé. Sau đó mình sẽ lấy những cái miếng chanh này mình sát vào cái bề mặt da tiếp tục như vậy. Và mình sẽ để cho nó thấm trong vòng 10 phút và tiếp tục nữa nhé. Sau 10 phút chờ cho cái thịt ba rọi này nó thấm ở phần da thì mình sẽ lấy ra và mình sẽ xắt nó ra thành từng miếng nhỏ. Chứ để nguyên vậy đâu có thấm ở trong ruột đâu. Mình sẽ xắt ra nhỏ rồi mình sẽ muối lại một lần nữa ở những phần thịt ở bên trong nha. Xắt xong rồi thì chúng ta sẽ dùng cái muối tiêu khi nãy đó. Chúng ta muối toàn bộ của miếng thịt luôn. Mấy bạn nhớ nha, mình nhắc lại là trong cái muối tiêu này mấy bạn để ít muối thôi. Tại vì trong cái bột chiên giòn á, người ta có nêm sẵn rồi nha. Người ta có nêm bột chiên giòn khô sẵn rồi, cũng mặn mặn rồi, muối mặn nữa là ăn á, khỏi cần chấm nước gì luôn đó. Sau khi sát muối khắp bề mặt của những cái miếng thịt này hết rồi thì mình sẽ lại để khoảng 10 phút, 15 phút cho muối nó thấm đều vào từng phần của miếng thịt này nhé. Trong lúc chờ đợi thịt thấm thì bây giờ chúng ta sẽ đi xào cải chua. Đây là dưa cải chua hồi nãy mình có mua đó các bạn. Cái dĩa này chắc nhiều quá, mình xào không nữa thôi. Mình xào với hai cái quả trứng vịt này. Gia vị thì mình nêm là một miếng đường và một miếng hạt nêm nha. Thêm ở đây mình có hành xay, hành tím xay và tỏi xay nữa là đủ nguyên liệu rồi đấy. Ở đây do có món chính là món thịt ba rọi chiên rồi nên ở đây mình sẽ xào ít trứng thôi, mình sẽ dùng hai quả trứng. Trứng này sau khi đập ra mình sẽ nêm gia vị một ít hạt nêm và một ít đường. Và chỉ việc quậy lên thôi nha, cho miếng hành tím cho nó thơm. Đây, nếu không có hành tím bạn có thể sử dụng hành lá cũng được. Vậy bây giờ mình sẽ xắt dưa cải chua. Thì dưa cải chua này tùy cái sở thích của bạn, bạn thích ăn giòn thì bạn xắt dày, ăn mềm mềm thì xắt mỏng nha. Đây, cải chua được rửa sạch và được xắt ra. Này, cải chua bây giờ thì tốt nhất là mấy bạn nên rửa nhiều nha, tại vì mình cảm thấy nó vấn đề như nè, hồi xưa trên cái dưa cải chua rất là nhiều sâu, nhưng mà bây giờ khi rửa mình lật ra mình kiếm không có một con sâu nữa, thì mấy bạn hiểu vấn đề ở đây là cần phải rửa như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ xào, bắt dầu lên cho hành và tỏi vào để phi cho thơm nha. Cho vàng lên thì mình sẽ cho cải chua vào thôi. Xào khoảng 5 phút thì mình thấy dưa cải nó cũng chín chín mềm rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần trứng đã được nêm sẵn hồi nãy vào. Đây, và tiếp tục mình sẽ để cho trứng nó chín nhé. Mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, giúp được các bạn trong việc lựa chọn những bữa ăn gia đình, thì các bạn xin hãy cho mình một like nhé. Và nếu các bạn chưa đăng ký kênh của mình thì xin hãy nhấn nút subscribe để đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi mình có video mới nhé. Và trên hết, mình xin các bạn hãy chia sẻ video của mình đến người thân và bạn bè của các bạn để tất cả chúng ta đều có thể cùng nhau chia sẻ các bữa ăn gia đình với nhau nhé. Còn bây giờ chúng ta qua thực hiện cái món thịt muối tiêu nha, giòn xốp nha. Để giòn xốp thì bây giờ mình sẽ áo một lớp bột chiên giòn khô ở xung quanh miếng thịt này, ướp cho nó đều rồi bột luôn nha các bạn.
bột xung quanh miếng thịt rồi thì bây giờ mình chỉ việc đem thịt này đem chiên thôi. Dầu ăn này mình cho ra chảo và đợi nóng lên để thả thịt. Đây, bột năng hồi nãy đấy, đây là bí quyết của mình. Trước khi chiên mình sẽ cho một ít bột năng vào chảo dầu thì nó sẽ không có bị văng dầu nhé. Khi để thịt vào chiên thì mình sẽ chú ý là mình để cái phần da nha, cái phần da vào mình chiên trước, mình áp cái phần da xuống chảo nha các bạn. Sau đó mình mới chiên cho nó vàng đều hai mặt. Đây mấy bạn thấy lúc này cái màu của những cái miếng thịt nước chiên này rất là ngon nha, vàng ươm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gấp ra dĩa và mình sẽ xắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Thịt bây giờ thì rất là giòn và xốp, các bạn lắng nghe cái tiếng động mình xắt nha. Ngon không thể nào cưỡng được, phải ăn vụng miếng thôi. Đấy các bạn thấy không, thịt mình vừa chiên ra thật là giòn, thật là xốp và vị nó lại đậm đà nữa. Các bạn nha, các bạn có làm món này lần nào chưa? Nếu chưa thì hôm nay, ngày mai các bạn hãy thử làm cho các bé trong nhà các bạn đi, bảo đảm các bé ăn cơm rất là nhiều luôn nha. Món này vừa dễ ăn, người lớn và trẻ nhỏ trong nhà đều có thể ăn được hết. Và rẻ tiền đó. Và gì nữa đây? Và nấu rất là nhanh. Đây là cái cách mình chiên thịt muối chiên theo của mình. Các bạn nếu có cách nào khác hay hơn nữa thì xin hãy bình luận vào cái bên dưới giúp mình nha, để mình có thể học hỏi kinh nghiệm nấu ăn từ các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình rất hy vọng nhận được nhiều cái comment bình luận về cái bữa ăn của mình, cũng như là về cái việc chia sẻ các bữa ăn của các bạn, các món ăn mà gia đình của nhà bạn hay dùng và mình chưa có trong thực đơn gia đình của mình, để mình có thể nấu những cái món ăn lạ hơn cho gia đình của mình nhé các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng gia đình mình dùng cơm nhé. Sao? Em phải quay từ từ. Nó lên chút. Sao thịt như sao? Mềm hơn. Chút xốp nha. Giòn quá trời giòn luôn. Cái vỏ này nó giòn, mặn mặn ngon quá. Ăn với cơm vừa. Ngon. Để mà chưa quắt sống được rồi. Món này của người Hoa. Ngon đi được.
Bởi vì Nam đi làm nhiều có món này ăn. Mình thử thịt cái nha. Sao? Thịt thế sao? Nó giòn mà nó xếp xếp ngộ á. Ừ. Xếp phao phao miệng vậy á. Cái này muối mà ai muốn ăn nặng hay lạ thì mình tự chỉnh nha. Nặng thì muối nặng, muốn ăn lạc thì muối lạc. Giòn nó quay, nó giòn hay cứng à? Ừ. Thì nó giòn mà nó xốp, nó mềm nữa. Ừ. Kiếp ha. Chị bán được dưa cải luôn đó hả? Ừ, giỏi quá. Đủ quá. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin hãy đăng ký và chia sẻ kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video về cơm gia đình tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn.